Harry 004 đi sự kiện, thái độ kỳ lạ khi nhắc đến Trấn Thành giữa tin đồn có hợp đồng hôn nhân. Chuyện tình của vợ chồng Trấn Thành một lần nữa tốn giấy mực báo giới khi người trong cuộc vừa lên tiếng về hợp đồng hôn nhân. Mới đây, Harry Won một mình xuất hiện tại sự kiện, thái độ của nữ ca sĩ khi nhắc về ông xã khiến ai nấy đều bất ngờ. Vài ngày gần đây, nhiều trang fanpage bàn chuyện showbiz đã đưa ra nghi vấn Harry Won và Trấn Thành hết hạn hợp đồng và sắp công bố ly hôn, xuất phát từ việc không còn thấy cả hai xuất hiện chung trong nhiều bài đăng như trước đây nữa. Việc Harry Won thường xuyên than thở chuyện cô đơn, tuổi thân khi chỉ có một mình khiến nhiều người thêm phần lo lắng. Đáng nói, giữa tin đồn ly hôn, vào ngày 25 tháng 7, Trấn Thành đã đăng một loạt ảnh đen trắng với những câu nói về hôn nhân cùng dòng trạng thái đầy khó hiểu tất cả những gì đã trải qua với tôi là di sản. Không để những tin đồn này đi quá xa, ngay sau đó, nam MC cũng đã đăng tải một bài viết đầy bức xúc nói rõ về tin đồn ly hôn. Đáng chú ý, nam MC cũng khẳng định không ai ngu mà ký hợp đồng hôn nhân tới 5-6 năm liền. Chưa kể, hôn nhân của Trấn Thành Harry Won vẫn đang vô cùng êm ấm. Trong khi đó, Harry Won đi dự sự kiện lễ bóng mà không có ông xã kê bên. Sau khi dự sự kiện xong, nữ ca sĩ di chuyển ra về và bắt gặp một người quen. Người này đã hỏi cô rằng, này Thành không đi theo con hả? Ngay lập tức, phản ứng của Harry Won đã nhận được nhiều sự quan tâm. Lúc đầu cô có vẻ không nghe câu hỏi do khá ồn, khi nghe kỹ thì cô vui cười và trả lời dạ không. Có thể thấy, nữ ca sĩ trả lời một cách khá bình thường nhưng có lẽ vẫn chưa thể nào vơi đi nghi vấn trong lòng người hâm mộ. Harry Won kết hôn với Trấn Thành cuối năm 2016, sau 6 thận yếu. Chuyện tình cảm của cấp sao Tùng nhận nhiều ý kiến trái chiều khiến Harry Won tổn thương. Bị khán giả quay lưng, nữ ca sĩ phải đền nhiều hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, Trấn Thành nói cô mất bao nhiêu, anh sẽ bù lại. Tấm lòng của nam MC khiến cô cảm kích. Nhận lời cầu hôn từ Trấn Thành, Harry khi ấy vẫn chưa sẵn sàng lập gia đình. Đến khi anh ngỏ ý tổ chức đám cưới và hứa sẽ lo hết, Harry Won gật đầu đồng ý trước quyết tâm của ông xã. Thời gian đầu mới kết hôn, Harry Won sống chung với gia đình chồng. Trọng phim tài liệu kể về cuộc đời và sự nghiệp của Harry Won do đài KBS Hàn Quốc lên sóng giữa tháng 7 năm 2017. Giọng ca 36 tuổi tiết lộ sau cưới, cuộc sống vợ chồng cô đơn giản, vui vẻ. Trấn Thành từng hỏi cô muốn ở riêng hay không. Cô đề nghị được ở chung vì muốn sống trong một gia đình đông thành viên, tận hưởng sự ấm áp của tình thân. Ở chung với nhà chồng nhưng cô chưa từng bị áp lực chuyện làm dâu. Bố chồng cô giỏi nấu ăn, phụ trách việc bếp núc cho cả nhà hàng ngày. Cô thường chỉ đứng xem hoặc giúp mẹ chồng dọn bát đĩa. Cô và chồng khi ấy cùng chăm sóc 4 chú chó, mèo và xem chúng như con cái. Harry Won hay chia sẻ nhung video ông xã chơi đùa, chăm sóc thú cưng trên trang cá nhân. Trong mắt Harry Won, ông xã là người tử tế, phóng khoáng. Ngày hẹn hò đầu tiên, anh đã tặng cô túi hiệu. Kết hôn, chung sống 6 năm qua, anh vẫn giữ thói quen mua quà tặng vợ, tạo bất ngờ vào những dịp quan trọng như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ thời gian đầu. Harry cho biết cô hơi mệt với sự quan tâm quá mức của chồng. Sau này, cô thoải mái đón nhận vì thế điều này khiến chồng vui. Cô nói mình may mắn lấy được một người chồng tâm lý, biết yêu thương, chiều chuộng vợ. Còn Trấn Thành cũng nói lời ngọt ngào về cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi nhận thấy hôn nhân không hẳn là những tháng ngày chán nản khi ta bị ràng buộc để phải sống chung khổ sở với nhau mà không biết được thời hạn như cách người lớn hay than vãn. Mà nó sẽ là thực tại hay ho, nơi ta tìm được một người đồng hành luôn yêu thương và cho ta mọi giá trị mình mong muốn nếu ta tìm đúng người. Viết tới đây, tôi nghĩ tôi đã may mắn tìm đúng. Và chắc vợ tôi cũng vậy. Đoán vậy đó, tại 6 năm rồi chưa chán. Trấn Thành bức xúc, ký hợp đồng hôn nhân ai ngu mà ký 5,6 năm dài dữ vậy. Trên trang cá nhân mới đây, MC Trấn Thành đã chia sẻ dòng trạng thái dài để nói rõ về tin đồn về chuyện anh cùng bà xã Harry Won đường ai nấy đi xôn xao suốt những ngày qua. Nhiều ngày gần đây, hàng loạt trang fanpage bàn chuyện showbiz đã đặt ra nghi vấn Harry Won và Trấn Thành hết hạn hợp đồng và sắp công bố ly hôn. Chính những bàn luận này đã dấy lên tin đồn rạn nứt của Harry Won và Trấn Thành sau 6 năm chung sống. Đáng nói, dù bị đồn đại chuyện không hay nhưng Harry Won và Trấn Thành vẫn chưa lên tiếng đính chính trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cũng lo lắng khi Trấn Thành và Harry Won không còn thường xuyên đăng ảnh cùng nhau cũng như việc sánh đôi ở các sự kiện. Đỉnh điểm của sự việc là vào chiều ngày 25 tháng 7, nam MC chia sẻ một loạt câu nói về bản thân, gia đình. Trấn Thành cho biết từng rất sợ hôn nhân nhưng lại muốn lập gia đình với cô ấy,
Tôi với vợ tôi không phải gu của nhau nhưng chúng tôi yêu nhau vì chúng tôi cho nhau những thứ cả hai cần. Anh nhấn mạnh tất cả những gì đã trải qua. Với tôi là di sản. Bài viết ngay lập tức nhận được sự chú ý. Rất nhiều bình luận nhắc đến tin đồn về cuộc hôn nhân của MC Đình Đám. Trước bài đăng gây hoang mang của Trấn Thành, nhiều cư dân mạng không khỏi lo lắng và nghi ngờ cặp đôi đường ai nấy đi. Thế nhưng, chỉ sau vài phút nam diễn viên phim Bố Già đã chính thức lên tiếng. Vào tối cùng ngày, trên trang Facebook cá nhân, Trấn Thành đã chính thức lên tiếng đính chính và làm rõ tất cả. Anh cảm thấy vô cùng bức xúc trước những tin đồn trên. Nam danh hài cũng cho biết ban đầu anh đã định sẽ im lặng, nhưng vì những tin đồn cứ ngày một nhiều nên anh quyết định nói rõ. Qua đó, Trấn Thành cũng nói rõ lý do trong suốt thời gian vừa qua không ở cạnh chăm sóc cho Harry Gu là vì phải đi quay. Nam MC viết, cái gì vậy trời? Em mới chụp một bộ ảnh mới. Rồi báo ghép mấy câu nói ngôn tình em đã nói ở chương trình Người Ấy Là Ai Vô. Em thấy hay em post em khoe cái tự nhiên đồn hai vợ chồng em tình cảm rạn đứt, sắp chia tay, rồi hết hợp đồng hôn nhân này nọ. Là sao trời? Mấy nay em nghe nhiều lời đồn ác ý về vợ chồng em lắm rồi. Định im rồi, nhưng nói miết nên em nói ở đây một lần luôn nà. Để ra lại coi, mới quen thì nói tôi là người thứ ba, quen rồi thì nói bà heo có mới nới cũ, đám cưới thì nói che mắt thiên hạ. Cũng theo Trấn Thành, những tin đồn thiếu căn cứ về anh và bà xã đã xuất hiện râm ran trên các diễn đàn giải trí nhiều ngày qua. Thời điểm này, Trấn Thành và Harry Won ít xuất hiện chung trong các sự kiện giải trí hay cùng đăng ảnh lên mạng xã hội như mọi khi. Cả tháng nay đi quay phim mới đầu tắt mặt tối không chụp hình chung với vợ để post lên thì nói hết hợp đồng hôn nhân. Sáng tạo ghê không? Cái gì cũng nói được. Hay thiệt chớ. Giờ vậy hen. Mấy anh chị thử bới tô cơm, ăn liền mấy muỗng xong ngồi suy nghĩ dùng em. Ký hợp đồng hôn nhân ai ngu mà ký chi tới 5 đến 6 năm dài dữ vậy. Thấy ghét, tôi gia hạn suốt đời luôn cho ngồi đợi chơi nè. Coi coi chừng nào mấy bạn được đắc ý nha. Thấy không nói cái làm tới, đồn hoài. Thiệt tình, bớt bớt lại. Dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn đi mấy vị. Bớt lo cho vợ chồng em lại. Tụi em còn hạnh phúc lắm. Thậm chí không gây lộn luôn à, dù chỉ một câu. Cảm ơn chư vị anh chị nào nhiệt tình đồng bữa giờ. Tụi em ổn ạ. Hiện tại, những chia sẻ này của Trấn Thành đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.